Nên mình sẽ luyện tập về, nói chung là học về phần toán thực tế liên quan đến phần tỷ số lực giác lớp nha. Toán thực tế liên quan đến tỷ số lực giác. Trên lớp thầy cô chắc cũng cho thôi học tới rồi đúng không? Lớp thầy còn chưa 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 có liên quan gì đến thực tế tỷ số lượng giác gì cả luôn á. Nay chúng ta sẽ học về cái vấn đề là toán thực tế. Toán thực tế về tỷ số lượng giác. Chưa? Toán thực tế về tỷ số lượng giác. Các bạn ghi cái tiêu đề đi. Trên nào. Đây, trước khi vào cái phần toán thực tế thì thầy nhắc lại về cái kiến thức cũ cho các bạn một chút. Hôm cái tuần hôm trước chúng ta học về tỷ số lượng giác rồi đúng không nào? Tuần trước chúng ta học về tỷ số lượng giác rồi. Thì bây giờ thầy nhắc lại tỷ số lượng giác. Thầy Rồi. kia chia sẻ màn hình thầy ơi. À, thầy chưa chia sẻ à? Ok, đã thầy xin. Rồi, cho cái tam giác ABC này, đây trên nào. ABC. Thì đối với góc B thì cạnh AC là cạnh đối. Đúng chưa? Cạnh AB là cạnh kề. Tỷ số lượng giác là gì? Tỷ số lượng giác là tỷ lệ giữa các cạnh trong cái tam giác vuông đúng không ạ? À? Nó liên quan tới cái vị trí góc mà chúng ta đang xét. Đầu tiên chúng ta xét về sin chẳng hạn. Sin của góc B. Sin thì chúng ta nhớ là đi học đúng không? Sin thì nó chính bằng là đối trên huyền. Đối của mình là AC. Huyền của mình là BC. Cốt không hư, không hư là KH đấy, là kề trên huyền, là AC trên cho BC. Cái nữa đó là tang của góc B. Tang thì vào đoàn kết đúng không? Tang đoàn kết là đối trên kề. Đoàn kết là đối trên kề là AC trên cho AB. Cô Thầy ta ơi, ơi nó bị lộn rồi kìa thầy. cái gì Nó bị lộn rồi thầy ơi. à? Ở vừa nãy thầy đọc là kề trên huyền ở AB mà. Ok, thầy xin nói AB trên cho AC à, AB trên cho BC. Rồi cotang của mình thì chính bằng là nghịch đảo. Thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ không cần quan tâm nhiều với cotang. Có tang thì các bạn sẽ áp sẽ có cotang bằng cách nghịch đảo lên đúng chưa nào? Kết đoạn. Đó, đây là cách nhớ của thầy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những cái kiến thức này để đi vào cái phần toán thực tế. Thì toán thực tế trong cái phần này cũng giống như mọi phần mà chúng ta đã học, là chúng ta cần phải chuyển những dữ kiện trong một cái bài toán thực tế về dữ kiện trong một cái bài toán hình học thông thường mà mình làm. Để chỗ nào và chuyển như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu nhé. Bài đầu tiên thầy xóa, à thầy tắt mất rồi, thầy bật lên đã.
còn nhiều dạng toán thực tế lắm mà mình chưa có làm tới đâu. Ok, thầy kiếm bài đơn giản nhất cho các bạn đã. Bạn theo dõi bài 2 nhé. Bài 2 trước, bài 1 khó hơn nhưng làm sao. Rồi, vào lớp đọc thế nào, nhìn rõ không? Thầy phóng to nhất có thể đấy. Một chiếc thang dài 3 mét. Một chiếc thang dài 3 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu? Chân thang, các bạn nhìn trên hình vẽ. Chúng ta đọc đến đâu, chúng ta phân tích hình vẽ đến luôn. Chân thang, đây là chân thang, các bạn nhìn thấy chưa? Cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu, có nghĩa là người ta hỏi cái đoạn này. Đó, được chưa nào? Để nó tạo với mặt đất một góc an toàn là 65 độ. Đây các bạn thấy chưa? Đây là cái góc của mình 65 độ. Tức đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng. Rồi. Làm tròn tới kết quả. Chữ số thập phân thứ hai, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai. Là cái thang của mình dài 3 mét đây các bạn này. Thì cái hình của chúng ta đã minh họa được là cái hình bên cạnh này. Chiều dài thang ở đây nó tương ứng với chiều dài AC. Được chưa nào? Vậy thì đề bài người ta hỏi là khoảng cách từ chân thang tới chân tường. Đấy có nghĩa là điểm A cho tới điểm B là nó dài bao nhiêu? Đúng chưa? Rồi. Ok, bạn này dễ không các bạn? Nhìn vào thấy luôn. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đi cần sử dụng một cái tỉ số lượng giác nào cho nó phù hợp trong bài toán này. Trong bài toán này chúng ta có cạnh huyền là cạnh AC bằng 3 mét rồi. Có góc nhọn là góc A bằng 65 độ rồi. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta đi cần tính gì nhỉ? Đi cần tính AB, và như thầy đã nói là cứ liên quan tới cạnh huyền thì chúng ta dùng sin hoặc dùng cos. Sin hoặc cos. Đúng là cứ liên quan đến cạnh huyền thì chúng ta dùng sin hoặc dùng cos. Rồi, vậy thì để biết được dùng sin hay dùng cos thì chúng ta cần phải coi xem là cái vị trí góc với cái cạnh người ta cho hoặc cái cạnh người ta đang đang hỏi nó ở vị trí như thế nào. Vậy thì đề bài người ta cho góc A của mình bằng 65 độ và cạnh AB đang là cạnh đang cần hỏi. Vậy thì vị trí giữa góc và cạnh của chúng ta, vị trí giữa góc và cạnh của chúng ta là hai vị trí liền kề, đúng không nào? Liền kề, vậy thì chúng ta dùng sin được không? Sin của mình là đối, đúng không nào? Đối trên huyền cơ. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ dùng được cốt, cốt của mình là kề trên huyền. Đúng không nào? Vậy thì trong bài toán này chúng ta chỉ cần sử dụng cốt là xong. Được chưa? Rồi, vì bài toán này cho là các bạn nhớ nhá. Trong bài toán thực tế khi người ta cho hình vẽ thì các bạn không cần phải vẽ lại hình nữa. Các bạn cũng cho gì nhỉ? Cho các điểm rồi. Đây các bạn thấy được chưa? Cho hình vẽ cho điểm rồi. Thì bài toán này chúng ta không cần phải đi gọi, không cần phải đi làm cái gì hết rồi, các bạn cứ đi làm cách bình thường các bạn kết luận thôi. Nhớ nhá. Khi bài toán người ta cho hình vẽ rồi, cho các điểm rồi thì chúng ta không cần phải gọi gì cả. Được chưa nào? Mà chúng ta cứ đi làm bình thường. Vậy thì bài toán này trình bày như thế nào? Thì bây giờ chúng ta trình bày giống như một cái bài toán hình học thông thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày nhá. Đó là xét tam giác gì nhỉ? Xét cái tam giác ABC vuông là vuông tại B. Xét tam giác ABC. Vuông tại B có ở đây chúng ta vừa nãy đã phân tích là chúng ta dùng cốt trong bài này chứ không thể dùng được sin, đúng không nào? Cốt của góc A bằng AB trên cho AC, đây là tỉ số lượng giác. Được chưa nào?
Rồi đến chỗ này thì bây giờ chúng ta sẽ đi thay số. Cốt của góc A là cốt của 65 độ. Và AB của mình chưa biết và đó là cạnh chúng ta đang cần hỏi. Để các bạn cần phải phân tích được là cạnh nào là cạnh mà đề bài đang hỏi. Phải nhìn và dựa vào cái yếu tố là toán thực tế thì các bạn cần phải là liên hệ với những cái kiến thức thực tế mình có. Phải biết phân tích hình hình vẽ thực tế để quy về hình vẽ hình học thông thường. Đúng không nào? Vậy thì người ta hỏi là chân thang tới chân thường tường thì ở đây chúng ta sẽ quy ra đây là chính là đoạn AB đang cần hỏi. Vậy thì AB là đối tượng đang cần hỏi thì chúng ta sẽ cần phải ghi lại. AC có rồi đúng không? 3. Ở đây chúng ta sẽ suy ra là AB của mình chính bằng 3 nhân chéo lên đúng không? Nhân chéo trên ngang đấy. Đúng không nào? Nhân với cốt 65 độ. Và xấp xỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính. Ở đây nhớ để hệ D cho thầy nhé. Nhớ bấm máy tính hệ D cho thầy nhé. Hệ D. Chúng ta sẽ bấm máy tính nào. 3 nhân cốt của 65 độ bằng. Và chúng ta thu được kết quả này. Và người ta nói là nằm tròn tới chữ số thập phân thứ hai. Chữ số thập phân thứ nhất, chữ số thập phân thứ hai. Vậy thì làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì chúng ta phải cần phải quan tâm cái số đằng sau của nó. Số 7 này. 7 lớn hơn 5 rồi thì chúng ta sẽ làm 1,27 đúng không nào? 1,27. Đơn vị của mình là mét. Vậy sau đó chúng ta sẽ kết luận vậy. Người ta hỏi gì thì các bạn coi đọc lại cái đề xem người ta hỏi gì. Người ta hỏi là cần đặt thang cách chân tường một khoảng là bao nhiêu? Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng là bao nhiêu vậy? Cần đặt chân thang cách chân tường. Cần đặt chân thang cách chân tường là 1,27 mét. Đó, được chưa nào? Bài toán rất là đơn giản đúng không? Bài toán dễ đầu tiên. Các bạn trình bày vào, chúng ta có mất có tầm 3 dòng xong bài toán này thôi. Chúng ta mất đúng 3 dòng. Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang một bài tiếp theo. Sang bài tiếp theo. Tương đối đơn giản đúng không nào? Bài tiếp theo của chúng ta. Bài tiếp theo, bài thứ hai. Bài 1 thì nó khó hơn để từ từ đã. Chúng ta làm bài 1 sau. Rồi, phóng to hết cỡ có thể cho các bạn rồi. À, các bạn đọc. Các bạn đọc đề đi cho thầy. Các bạn đọc đi nào. Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da 5,7 cm. Đọc đến chỗ nào các bạn nhìn hình. Và các bạn sẽ đi phân tích cái hình của mình. Nào, nhìn vào hình phân tích. Vậy thì đây một khối u đây, khối u đây, bề mặt da của mình đây là cách 5,7, có nghĩa là cái đoạn này là 5,7 đúng không nào? Đoạn này là 5,7. Được rồi, tiếp. Được chiếu bởi một chùm tia gamma. Đây, chiếu một chùm tia gamma, các bạn nhìn đây. Đó, nó chiếu, đây là cái hướng chiếu của nó, một chùm tia gamma, các bạn thấy chưa?
Được chưa nào? Để tránh làm tổn thương mô, các bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u 8,3. Đâu để thầy đọc lại nào, cái chỗ này để tránh mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u trên mặt da là 8,3, đây cái khoảng này, người ta cho cái khoảng này là 8,3, các bạn nhớ chưa? Cái khoảng từ đây đến đây là 8,3. Hỏi chùm tia gamma tạo với mặt da một góc bằng bao nhiêu độ? Tức là người ta tạo với mặt da, đây đây là chùm tia gamma này, các bạn nhìn này, nó tạo với mặt da này, đây là mặt da của mình, một góc bằng bao nhiêu độ? Tức là người ta hỏi góc nào nhỉ? Người ta hỏi góc này, đúng chưa? Các bạn nhìn thấy không nào? Đây chùm tia gamma của mình, đây là mặt da của mình, tạo với một góc bằng bao nhiêu độ là hỏi cái góc này. Rồi, và ở đây các bạn chú ý trong toán thực tế, các bạn ghi chú ý vào nhé, không lại quên lại chú ý này, chú ý là trong toán thực tế khi đề bài không yêu cầu làm tròn, thì ta quy ước làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất, hay là làm tròn một chữ số thập phân, đó, các bạn ghi vào nhá, đây là cái quy ước của sở đưa ra đó, nên các bạn chú ý trong toán thực tế này, khi đề bài không yêu cầu làm tròn thì ta quy ước làm tròn một chữ số thập phân, được chưa? Ta làm tròn một chữ số thập phân. Được chưa? Được chưa? Hỏi nha. Rồi bây giờ một cái vấn đề nữa đặt ra, đó là toán thực tế ở đây người ta mới cho hình vẽ, được chưa nào? Người ta mới cho hình vẽ nhưng không hề cho gì nhỉ, không hề cho các điểm. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải đi gọi, chúng ta cần phải đi gọi ra, được chưa nào? Gọi thì ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức gọi. Gọi cái thứ nhất đó là gì? Gọi về khoảng cách. Gọi cái thứ hai là gọi về vị trí, được chưa nào? Và chúng ta sẽ được quyền linh hoạt trong cái cách gọi đó. Gọi khoảng cách có nghĩa là sao? Ví dụ thầy sẽ gọi là thầy gọi ở đây, thầy gọi AB, các bạn nhé, thầy gọi AB là khoảng cách từ khối u tới mặt da, được chưa nào? Thầy gọi A, đây gọi AB là khoảng cách từ khối u tới mặt da, đấy là gọi theo khoảng cách. Gọi AC là gì? Gọi AC là khoảng cách, đúng không nào? Gọi theo vị trí nào? Gọi đầu tiên là gọi theo khoảng cách này, gọi theo cái khoảng cách thì gọi AB là khoảng cách từ khối u tới mặt da. Đây là cách gọi thứ nhất, chúng ta sẽ linh hoạt trong cái việc gọi. Cách gọi thứ hai là gọi vị trí, thì gọi là gọi A là vị trí khối u. Đó, C là vị trí của chùm tia gamma. Đấy, vậy thì khi các bạn gọi thì các bạn linh hoạt trong việc là dùng ngôn ngữ, dùng cái cách gọi nào sao cho nó phù hợp. Vậy thì chúng ta thông thường sẽ có hai cách gọi. Đó là gọi theo khoảng cách. Cách gọi thứ hai đó là gọi theo vị trí.
Thì trong một cái bài thì các bạn sẽ kết hợp một cách phù hợp giữa hai cách gọi này. Em nói chưa nào? Và thì trong bài toán này thầy sẽ kết hợp cả hai cách gọi đó luôn cho các bạn. Nha. Rồi, ok. À, bắt đầu chúng ta sẽ trình bày nhé. Đầu tiên thầy sẽ gọi này. Gọi A là vị trí khối u. Được chưa? A là vị trí khối u. Rồi, C là vị trí tia gamma. Rồi còn cái điểm B này thì các bạn thấy là thấy có gọi điểm B này quá, đúng không? Nhiều bạn đã không biết là gọi điểm B này như thế nào thì các bạn sẽ chuyển sang cái gọi về khoảng cách là AB là khoảng cách từ khối U tới ra. Đúng không? Chúng ta chả biết gọi điểm B là gọi như nào cả. Chúng ta sẽ chuyển sang cái cách gọi thứ hai, đó là gọi về khoảng cách. Vì đề bài người ta cho hình vẽ và không cho điểm nên các bạn cần phải vẽ lại hình. Nghe nhá. Khi nào chúng ta không cần phải vẽ lại hình? Khi chúng ta có hình vẽ và có đầy đủ các điểm. Nhớ đấy, có hình vẽ, khi đề bài cho hình vẽ và cho đầy đủ các điểm trên đó thì chúng ta không cần phải vẽ lại hình. Được chưa nào? Còn khi đề bài người ta thiếu một trong hai cái yếu tố đó thì các bạn cần phải vẽ lại hình. Rồi, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại hình nhé. Phải vẽ lại hình cho thầy. Bạn vẽ lại hình giúp thầy nhé. Rồi, ok. Các bạn vẽ lại hình giúp thầy. Ở đây mình đã gọi A là vị trí khối U rồi, C là vị trí tia gamma rồi, và người ta hỏi cái góc C này, người ta cho đây là 5,7. Cái bài này không hề khó, nhưng cái cách trình bày sao cho nó phù hợp thì các bạn cần phải lưu ý. Đây là 8,3, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta quy về một cái bài toán bình thường thôi. Để tính được góc trong một tam giác vuông, đúng không nào? Thì hôm trước thầy đã dạy đó là chúng ta đi tính một trong ba tỉ số lượng giác thôi, chứ không cần đến bốn tỉ số lượng giác, là sin, cos hoặc tan. Vậy thì nếu bài toán mà nó có liên quan tới cạnh huyền thì chúng ta dùng sin hoặc cos, còn bài toán mà nói về hai cạnh góc vuông thì chúng ta dùng tan. Và trong bài toán này chúng ta dùng tan là sao thôi, đúng không nào? Bài toán này cho hai cạnh góc vuông chứ chả có đả động gì tới cạnh huyền của chúng ta cả, không hề đả động gì tới cạnh huyền. Thì ở đây chúng ta dùng sin cos làm gì, không giải quyết được vấn đề gì cả. Vậy thì thay về đó thì chúng ta sẽ dùng đi dùng tan, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm, sau khi các bạn đã quy đổi từ một cái hình vẽ thực tế về hình vẽ hình học không thông thường, thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày như một bài toán hình học bình thường mà thôi. Sau đó các bạn thêm một bước kết luận nữa là xong, được chưa nào? Đó nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta đi xét tam giác ABC vuông tại B. Xét tam giác ABC vuông tại B. Có là ở đây vừa nãy chúng ta đã phân tích rồi, bài toán này có hai cạnh góc vuông thì không có liên quan gì tới cạnh huyền cả. Thì chúng ta sẽ dùng tan cho thầy. Tan góc C thì bằng đối trên kẻ, đúng không? Tan đoàn kết đối kẻ là trên cho BC. Và bây giờ chúng ta đi thay số là 5,7 chia cho 8,3. Rồi, ở đây các bạn sẽ có máy tính. 5,7 chia cho 8,3 bằng 57/83. Và bài toán người ta không hề yêu cầu gì về việc làm tròn, đúng không nào? Không hề yêu cầu gì việc làm tròn. Thì chúng ta sẽ làm tròn đến một chữ số thập phân.
Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra góc C của mình xấp xỉ theta 57 phần 83 và bằng 34. Đây làm tròn đến số 4 này, số 4 này là đối tượng chúng ta cần làm tròn. Đúng không nào? Số 4 là đối tượng mà chúng ta cần làm tròn. Thì ta sẽ được là 34,5. 34,5 độ. Được chưa? Rồi vậy thì sau khi chúng ta đã tìm ra được cái yêu cầu đề bài rồi, chúng ta cần phải kết luận. Chúng ta sẽ kết luận là vậy chùm tia gamma tạo với mặt da một góc là 34,5 độ. Được chưa nào? Vậy chùm tia gamma tạo với mặt da một góc 34,5 độ. Các bạn nhớ là buổi hôm trước thầy dạy cái gì làm tròn đến phút đến giây cơ mà. Bài toán này nó không hề nói gì đến phút đến giây, nên các bạn làm tròn một cách bình thường cho thầy nhá. Còn bài hôm trước là đề bài người ta nói là làm tròn đến phút thì chúng ta mới quan tâm tới đổi ra độ, đổi ra phút, đổi ra giây. Nhưng bài toán này người ta chẳng nói gì cả, nên chúng ta làm tròn theo một cách thông thường mà thôi. Được chưa? Đó, rất là đơn giản như vậy. Thầy ơi, thầy nghe này. Bấm máy tính 5,7 trên 8,3 bằng 57 phần 83. Bấm máy tính, và lại ta bấm máy tính mà làm thôi. Được chưa? Máy tính ra sao thì mình như vậy. Hai chữ số thập phân này sẽ gạch đi nè. Được chưa nào? Hai dấu phẩy nó gạch đi thôi. Nó đều chia cả tử và mẫu cho 10 sẽ mất thôi mà. Được chưa? Nó bấm máy tính thôi. Rồi ok nhá. Hôm nay vắng nhiều quá trời luôn đấy. Hôm nay lười học quá trời. Vắng nhiều lắm luôn. Được chưa các bạn trình bày đi. Hôm nay có 26 đứa học này. Vắng quá trời vắng. Hôm ba mấy đứa học cơ mà. Sắp đến kiểm tra rồi đấy. Rồi ok xong chưa? Bài đơn giản đúng không? Rất là đơn giản thôi. Nhớ chú ý nhé. Trong thực tế khi đề bài không nói gì về việc làm tròn, không yêu cầu về việc làm tròn thì chúng ta quy ước làm tròn đến một chữ số thập phân. Được chưa nào? Không hề nói gì. Đây các bạn đọc xem. Đề bài không hề nói gì. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ quy ước làm tròn đến một chữ số thập phân. Đây là quy ước của sở nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý. Rồi ok tiếp theo chúng ta sẽ đi làm bài. Dạng này là dạng khó nên nữa chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu. Tí nữa thầy sẽ dạy dạng này. Được chưa? Đẹp không? Thầy vẽ mấy hình này được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở mức độ cao hơn, sẽ kết hợp giữa toán chuyển động với cái toán thực tế này thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bài 1 là bài nó khó hơn. Thì hai bài kia thì nhiều bạn thấy sao nó dễ quá vậy. Nhưng mà đến bài này thì chúng ta sẽ phức tạp hơn rồi đó. Ok. Rồi, to nhất có thể cho các bạn đọc. Rồi ha. Rồi, các bạn đọc đề đi cho thầy. Một máy bay cất cánh từ sân bay ở vị trí C với vận tốc trung bình là 945 km/h. Rồi vận tốc
945 km/h. Đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng là 3 độ. Rồi, 3 độ. Sau 12 phút, sau 12 phút, được chưa? Đây là hướng đi của máy bay. Thì nó bay tới vị trí A. Hỏi máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng, tức là phương thẳng đứng là phương vuông góc với mặt đất đấy. Được chưa nào? Đấy, các bạn phải đọc những cái từ ngữ thực tế để các bạn quy về cái bài toán hình học thông thường của mình. Vậy thì ở đây người ta nói là hỏi máy bay bay lên cao được bao nhiêu km so với phương thẳng đứng. Được chưa nào? Theo cái phương thẳng đứng. Đây, phương thẳng đứng của mình đây. Vậy thì người ta ở đây người ta hỏi là bao nhiêu km, có nghĩa là người ta hỏi cái đoạn AB này là bao nhiêu km. Được chưa? Rồi. Các bạn đã định hình được chưa nào? Ở trên đề bài người ta cho là máy bay bay từ C tới A với vận tốc là 945 km và thời gian là 12 phút. Vậy từ dữ kiện là có vận tốc, có thời gian rồi, thì theo cái bài toán chuyển động của chúng ta học từ năm tiểu học rồi chứ không phải đến bây giờ. Vậy thì có vận tốc, có thời gian thì các bạn có thể tính được đoạn AC cho thầy hay không? Đúng không nào? Cái đoạn đường AC của nó là nó đi với vận tốc là 945 km/h với thời gian là 12 phút. Vậy rõ ràng chúng ta dễ dàng tính được đoạn AC. Đúng không nào? Các bạn dễ dàng tính được đoạn AC. Rồi, nhưng ở đây chú ý là đơn vị không giống nhau. Đơn vị của mình là giờ. Đơn vị ở đây là phút. Vậy thì rõ ràng hai đơn vị không giống nhau. Do đó, chúng ta trước khi làm bài chúng ta cần phải đổi cho nó đơn vị giống nhau đã. Sau khi đổi đơn vị giống nhau rồi thì các bạn sẽ dễ dàng tính được đoạn AC. Được chưa? Chúng ta dễ dàng tính được đoạn AC. Đó. Sau khi chúng ta tính được đoạn AC rồi, bây giờ chúng ta quy về một bài toán tỉ số lượng giác thông thường. Có đoạn AC rồi. Đoạn AC ở đây của mình đóng vai trò là cạnh gì nhỉ? Đoạn AC của mình đóng vai trò là cạnh huyền. Đúng không nào? Và người ta yêu cầu tính cạnh AB. Vậy thì cứ liên quan đến cạnh huyền thì các bạn sẽ dùng một trong hai tỉ số lượng giác, đó là sin hoặc cos. Đó. Sin hoặc cos. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được là vị trí góc của mình là góc C với cạnh AB là hai vị trí đối nhau. Vậy thì đối thì chúng ta chỉ dùng gì thôi? Đối thì chúng ta chỉ dùng sin mà thôi, không dùng cos. Được chưa? Đấy là cách mà chúng ta đi phân tích một bài toán thực tế về một bài toán là về bài hình học thông thường của mình. Được chưa nào? Chúng ta cần phải đi phân tích từng dữ kiện một. Được chưa nào? Thầy nói lại một lượt bài toán này nhé. Ở đây người ta cho là máy bay của mình xuất phát từ C đi tới A với vận tốc là 945 km/h, thời gian là 12 phút. Vậy từ dữ kiện có vận tốc, có thời gian thì chúng ta dễ dàng tính được cạnh AC ra. Đúng không nào? Tuy nhiên hai cái đơn vị này của mình không hề giống nhau nên các bạn cần phải đổi ra. Đồng ý không? Khi đổi ra thì chúng ta chỉ cần lấy vận tốc nhân với thời gian thì ra quãng đường. Đúng không nào? Rồi, sau khi chúng ta tính được cạnh AC thì chúng ta đi phân tích được rằng là AC ở đây của chúng ta đóng vai trò là cạnh huyền trong tam giác vuông ABC, vuông tại B. Vậy thì có cạnh huyền rồi, đi hỏi cạnh AB là hỏi cạnh góc vuông. Như thầy đã nói là cứ liên quan tới cạnh huyền thì chúng ta dùng một trong hai tỉ số lượng giác sin hoặc cos. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải đi phân tích là nên dùng sin hay nên dùng cos. Vậy thì dùng sin hay dùng cos phụ thuộc hoàn toàn vào góc đề bài người ta cho và cạnh đề bài người ta đang hỏi. Vậy thì góc ở đây là góc C, cạnh ở đây là cạnh AB. Đây là hai cái đối tượng ở vị trí đối nhau.
Vậy thì đối thì chúng ta chỉ dùng xin mà thôi. Xin đi học là đối trên huyền, đúng không nào? Cốt không hư là kề trên huyền. Vậy thì ở đây không phải ở vị trí kề nhau, chúng ta loại bỏ và chúng ta sẽ dùng xin trong bài toán này. Ok, được chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu đi làm nhá. Đầu tiên chúng ta cần phải đi đổi ra. À, một cái bài, một cái nữa mà thầy quên chưa nói, đó là bài toán này người ta cho hình vẽ rồi, cho hình vẽ rồi, cho điểm rồi. Vậy thì bài toán này chúng ta không cần phải vẽ lại hình, chúng ta cứ thế chúng ta làm, được chưa? Có hình vẽ, có điểm rồi, không cần phải đi vẽ lại làm gì cho nó mất thời gian nhá. Giải ra các bạn, giải. Chúng ta đổi, đầu tiên đổi 12 phút. Bằng 12 chia cho 60, đúng không? 1/5. Nếu mà đẹp thì các bạn để phân số hoặc để số thập phân cũng được, nhưng mà thôi cứ để phân số đi. 1/5 giờ, không phải 2 giờ cũng được. 1/5 giờ. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính gì nhỉ? Đi tính quãng đường mà máy bay đi được, đúng không? Quãng đường AC. Quãng đường AC mà máy bay đi được là AC bằng, đúng không? Quãng đường AC là AC bằng là vận tốc của mình là 945 nhân với thời gian của mình là 1/5. Thì chúng ta sẽ đi bấm máy tính nhân 945 thì ta sẽ được là 189 km. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta đã có cạnh AC là 189. Như vừa nãy thầy phân tích là chúng ta sẽ dùng sin trong bài toán này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét tam giác ABC. Xét tam giác ABC vuông tại B. Được chưa? Có sin của góc nào nhỉ? Sin của góc C thì bằng đối trên huyền, đối trên huyền tỷ số lượng giác. Ở đây bắt đầu chúng ta đi thay số. Sin góc C của mình là sin của góc 3 độ. Sin của góc 3 độ. AB của mình chưa biết ơi. Mình là AC thầy ơi. Ở đấy khổ thế nhỉ, sao hôm nay thầy bị làm sao thế này? Vừa nãy thầy đang để ý tin nhắn của thằng Minh rồi. Ok, thầy cảm ơn nhé. Có gì thì nói luôn cho thầy nhé, không lại nhầm lẫn bộ cho các bạn đấy. Nghe nói chưa nào? Rồi cạnh huyền của mình là AC nhé. Thầy xin lỗi, cạnh huyền của mình là AC. Vậy thì sin 3 độ trên cho AB trên cho AC của mình bằng mấy nhỉ? AC của mình vừa tính ra là 189. 189. Suy ra AB của mình chính bằng là nhân chéo, đúng không? Tích chéo. Đó. Hoặc nhân chéo trên ngang. Nhớ cái dạng này chúng ta cứ nhân chéo trên ngang như thế nhá. Hai số đã biết nhân với nhau chia cho số còn lại, ở đây bản chất là sin 3 phần mấy đấy? Sin 3 phần 1 đấy, đúng không? Nhân chéo chia ngang mà chia cho 1 thì không có tác dụng gì cả. Ta sẽ được là 189 nhân sin của 3 độ. Sấp xỉ, đề bài có nói gì không? Mấy đứa đọc lại này, coi xem đề bài của mình có nói gì không. Đề bài người ta không hề nói gì tới việc làm tròn. Nên theo quy ước chúng ta làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất. Nghe rõ chưa nào? Không biết là mấy nữa năm nay có quy ước lại không, nhưng mà đấy là quy ước mấy năm nay rồi. Nếu quy ước lại thầy sẽ nói, nhưng mà chắc là không đâu. Được chưa? Ông sở này mà ông sở người ra rồi. Ở đây 9 phải mấy, làm tròn đến một chữ số thập phân có nghĩa là số 8 này là số 8 cần phải làm tròn, đằng sau số 8 là số 9 nên chúng ta đẩy lên, đúng không nào? 9.9 km. Vậy trả lời, các bạn trích cái câu ở đây này, trích cái câu người ta hỏi này. Vậy máy bay
lên cao 9,9 km theo phương thẳng đứng. À, các bạn trích cái câu đó, vậy máy bay lên cao 9,9 km theo phương thẳng đứng. Được chưa? Đó, có khó lắm không mấy đứa? Không hề khó đâu các. Đây là một cái bài toán là nó liên hệ giữa cái phần toán chuyển động với cái phần toán hệ thức lượng, tỷ số lượng giác của mình. Các bạn cũng phải linh hoạt làm sao mà đi phân tích được bài toán, đưa những cái dữ kiện từ toán thực tế về dữ kiện toán hình học của mình. Và các bạn làm thông thường bình thường thôi. Và chú ý rằng là khi đề bài người ta cho hình vẽ rồi, cho điểm rồi thì các bạn không cần phải vẽ lại hình nữa. Được chưa? Đây mới là những cái phần mà chúng ta cần phải đi quan tâm nhiều, chứ không phải là chúng ta đi quan tâm những cái bài toán chứng minh rất là khó, mà gần như các bạn thấy là không có chứng minh được luôn. Rất là khó, mất thời gian, không có giải quyết được gì. Đây, cái phần toán thực tế mới là phần mà chúng ta cần trọng tâm hướng tới. Nghe được chưa nào? Sau khi các bạn thành thạo rồi thì bắt đầu là chúng ta đến cái chương sau, cái chương thứ hai của hình học ấy, mới là chương mà chúng ta cần phải đi sâu vào những cái tính chất hình học. Thì chương sau thì bắt đầu là thầy mới dạy cụ thể kỹ với phần đó cho các bạn. Là giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta sẽ cần phải là biết sử dụng, thành thạo hệ thức lượng, thành thạo tỷ số lượng giác và biết áp dụng nó vào các bài toán thực tế. Được chưa nào? Rồi, ok nhá. Có vấn đề gì không? Thầy có nhầm cái gì thì nhắc thầy nhá. Thầy thấy là cái sai sót về việc dạy online cao hơn là dạy bình thường. Thực sự là thấy cao hơn. Nhầm hơn hay nhầm hơn rất là nhiều luôn. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang các bài khác. Rồi, đi kiếm chưa tới cái phần khó. Cái phần này là phần khó này các bạn này. Phần này phần khó thì chắc buổi sau thầy mới dạy. Đây. Cái phần mà chúng ta sẽ nghiên cứu không phải tam giác vuông. Đây này. Đây là cái đề thi quận mình nhé. Bài 4 này, đề thi quận mình. Thầy vẽ lại hình cho nó đẹp chứ đề quận mình xấu lắm. Đây là của đề thi quận 1. À đâu, đây là đề thầy chế ra, thầy quên mất đây thầy. Đây mà cái bài này là mấy bài là đang ở dạng khó thì chúng ta chưa nghiên cứu tới. Đây, bài cũng nằm một dài bài dạng khó. Bài 8 là bài rất khó luôn. Đây đề thi tuyển sinh của các bạn đây. Đề thi tuyển sinh thì nó rất là xấu. Đây thầy vẽ lại, thầy cho thêm hình người vào, bắt đầu thầy vẽ lại. Đây là đề thi tuyển sinh, các bạn đọc qua một chút đi. Đấy, nó liên hệ giữa chuyển động, toán chuyển động với toán tỷ số lượng giác. Đây đề thi tuyển sinh vào năm 2017 các bạn nhá. Được chưa? Rồi. À, vậy thì ở đây chúng ta sẽ từ định lý Pythagore rồi để thầy đi lấy những cái bài toán khác cho các bạn. Chưa có nghiên cứu vội những bài toán khó này. Chưa có nên giữ bộ nha. Nói chung là thầy hoàn toàn để soạn lại hết, vẽ lại hình hết sao cho nó, cho các bạn dễ nhìn, cảm thấy nó nhìn nó hình nó đẹp đẹp một tí, cho nó tạo cái động lực thích thú học một xíu. Không biết là có thấy thích được cái phần này không. Ok, đây đề các quận này, đề quận 2 này, đề quận 3 này. Được chưa nào? Đều là thầy vẽ lại hình hết đã nhá. Rồi ok. Đề quận 2 là chúng ta có thể xử lý được. Bắt đầu đề quận 2. Đều vẽ lại hình hết lại cho các bạn để cho nó nhìn nó sinh động một chút. Để tạo ra cái hứng thú học một chút, không biết là có thêm được cái động lực nào không.
Rồi, đề quận 2 năm 2019, năm 2020, thầy Phóng có hết cỡ ra cho các bạn. Rồi. Tàu ngầm ở trên mặt biển ở vị trí A. Rồi, đọc đến đâu các bạn phân tích hình đến đấy cho thầy. Lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 20 độ. Đây, nó lặn xuống. Đây là mặt biển của mình. Đây, nó lặn xuống theo phương này. Bài này là thầy thấy năm nào các bạn cũng bị nhầm lẫn hết. Không biết năm nay để tí nữa thầy để cho các bạn suy nghĩ xem nó bị nhầm lẫn không. À, bài này có mỗi một ý à? À, có hai ý đấy chứ. Hai ý. Thầy thấy năm nào cũng bị nhầm á. Xem là năm nay các bạn có bị nhầm không nhá. Trong mấy năm thầy dạy rồi đều nhầm bài này cả. Rồi, nếu tàu chuyển động theo phương AC lặn xuống đến vị trí B được 305 mét thì nó ở độ sâu theo phương thẳng đứng là bao nhiêu? Khi đó khoảng cách là bao nhiêu mét? À, xem nào cái này đề ra hơi bị rối đấy đúng không? À không phải câu này, thầy nhầm câu này. Câu này bình thường thôi chứ không phải là câu bẫy, không phải câu nhầm. Nào đọc lại đề nhé. Tàu ngầm đang ở vị trí A này, lặn xuống theo phương tạo với mặt đất biển một góc 20 độ. Nếu tàu chuyển động theo phương AC đến vị trí lặn xuống đến vị trí C được 305 mét thì nó ở độ sâu theo phương thẳng đứng BC là bao nhiêu? Khi đó khoảng cách là bao nhiêu? Cái chỗ ý thứ hai này nó không hề rõ này. Khi đó khoảng cách là bao nhiêu? Rồi, tức là đây, khi đó khoảng cách AB là bao nhiêu? Các bạn bổ sung vào đây thôi. Khi đó khoảng cách AB là bao nhiêu? Rồi, vậy thì quãng đường đi được là bao nhiêu? Quãng đường đi được là 305 đúng không? Mét. Thì nó ở độ sâu BC theo phương thẳng đứng BC là bao nhiêu? Nghe này, nói về độ sâu các bạn chú ý nhé. Trong toán thực tế, nói về độ sâu. Độ cao. Thì ta đang xét về đường vuông góc, về đoạn vuông góc, được chưa? Ta đang xét về đoạn thẳng vuông góc. Rồi bài này thì người ra đề hơi khó hiểu một chút đúng không? Các bạn thấy đọc có thấy lấn cấn không? Đọc thầy cũng thấy đọc là nó toàn vấp lên vấp xuống thôi. Vậy thì bây giờ thầy sẽ diễn giải bài này giúp cho các bạn. Diễn giải bài này giúp cho các bạn nhé. Là ở đây người ta cho cái gì? Người ta cho cái tàu ngầm đang ở vị trí A, nó đi tới vị trí C với một cái quãng đường là 305 mét. Được chưa nào? 305 mét. Và đề bài người ta hỏi là độ sâu theo phương thẳng đứng BC là bao nhiêu? Nhớ nhá, trong toán thực tế nói về độ sâu là nói về cái đoạn thẳng vuông góc, có nghĩa là người ta đang hỏi cạnh BC này là bao nhiêu và khoảng cách AB là bao nhiêu, tức là người ta hỏi thêm cái đoạn AB nữa là bao nhiêu, được chưa? Và ở đây người ta nói là làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Rồi, ok. Vậy thì ở đây là người ta cho cạnh gì rồi? Người ta cho cạnh AC là cạnh huyền rồi, đúng không nào? Cho một góc nhọn là góc A. Vậy thì bài toán này của chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ đi dùng chắc chắn dùng sin hoặc dùng cos rồi, đúng không? Vì người ta cho cạnh huyền cứ liên quan đến cạnh huyền thì các bạn dùng sin hoặc dùng cos. Vậy thì để tính được ABC chúng ta thấy được là cạnh BC với góc A ở hai vị trí đối diện nhau thì chúng ta để tính được BC thì chúng ta sẽ dùng sin, chúng ta sẽ tính được BC.
Được chưa? Rồi, để tính được AB, cạnh AB với góc A, cạnh AB với góc A là hai vị trí liền kề nhau. Vậy thì liền kề thì chúng ta sẽ dùng cốt, chúng ta sẽ tính được AB. Được chưa? Đó. Và đây vậy thì cũng đơn giản thôi đúng không? Mỗi tội là cái đề bài người ta ra đọc rất là vấp luôn, đọc rất là khó hiểu, các bạn có cảm thấy thế không? Khi mà các bạn sẽ không hiểu rõ được cái từng cái ngôn ngữ người ta quy ước trong bài toán này, giống như nói về độ sâu thì các bạn sẽ là phải hiểu, khi nói về độ sâu thì chúng ta cần phải hiểu là nói về đoạn vuông góc. Và tức là bài toán này đang cần đi tính đoạn vuông góc BC đấy, đúng không nào? Và nói về khoảng cách ở đây là chúng ta hiểu là chúng ta đang cần đi tính cái khoảng cách AB này. Được chưa? Đọc đề khá là khó hiểu luôn. Rồi nhá. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ đi trình bày thôi. Bài toán người ta cho hình vẽ rồi, cho đầy đủ các điểm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi xét và làm giống như một bài toán hình học bình thường thôi. Và chú ý người ta yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Bài toán này người ta có nói, người ta có yêu cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giải nhé. Giải này các bạn. Giải là xét tam giác gì? Xét tam giác ABC luôn đúng không? Xét tam giác ABC vuông tại B. Đó. Đó là A. Vừa nãy thầy đã phân tích rồi, chúng ta dùng sin thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được BC đúng không nào? Sin của góc A thì bằng cái gì? Sin bằng đối trên huyền. Huyền của mình ở đây là AC. Các bạn nhìn thấy trên nào? Đó, cạnh huyền là cạnh AC. Hai cạnh góc vuông là cạnh AB và cạnh BC. Thì ở đây chúng ta đã sử dụng tỉ số lượng giác rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thay số. Sin góc A là sin của 20 độ. BC của mình là cái đoạn đang cần tính. Chúng ta ghi lại. AC có rồi là 305. Được chưa? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được là BC của mình chính bằng là 305 nhân chéo chia ngang đó. Đúng không nào? Nhân chéo hai số có với nhau rồi, nhân chéo chia cho ngang là chia cho số còn lại, nhân với sin 20 độ. Rồi, sắp xỉ luôn. Chúng ta sẽ bấm máy tính 305 nhân sin 20 độ. Sắp xỉ. Người ta yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là số 3 này, là số 3 đang cần làm tròn. Đằng sau số 3 là số 1, nó nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ giữ nguyên 104,3. Nè, được chưa? Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ phải đi tính AB. Phải đi tính AB. Là ở đây chúng ta sẽ có được là cốt của góc A thì chính bằng là cốt góc A. Cốt góc A của mình là AB trên cho AC. Ở đây cũng là tỉ số lượng giác. Bây giờ chúng ta sẽ đi thay số, suy ra cốt của 20 độ. AB của chúng ta chưa biết là cái cạnh đang cần tính. Chúng ta sẽ ghi lại AC của mình là 305. Rồi bây giờ chúng ta cũng chỉ có công việc là nhân chéo trên ngang. AB của mình sẽ bằng là 305. Các bạn nên ghi số trước nhé. Nghe này, nhiều bạn hỏi là em ghi cái sin này trước có được không? Ghi cốt này trước có được không? Có được, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý để thầy ghi xong này đó, để thầy lưu ý cho các bạn. Sắp xỉ. Rồi tính xong này đó, để thầy lưu ý cho các bạn một số cái vấn đề trong bài toán này cần phải rút ra. Không là đến lúc các bạn đi thi tuyển sinh là các bạn sẽ bị mất điểm. Rồi, chúng ta sẽ làm tròn là 286,6 đúng không? 286,6 mét. Rồi, bây giờ chúng ta tí nữa chúng ta kết luận một số cái vấn đề mà thầy muốn nói ra cho các bạn như thế này. Cái thứ nhất là nhiều bạn sẽ biết là sin 20 độ nhân đến 305 độ. Viết như thế này không được. Nếu các bạn muốn viết sin trước thì các bạn phải có đóng bằng ngoặc vào để ngăn cách. Vì sao? Nếu không đóng bằng ngoặc
thì người ta sẽ hiểu là 20 độ nhân với 305 độ, 305 trước. Đó, nên là khi các bạn viết xin viết cốt trước thì các bạn cần phải có cái ngoặc. Còn không thì từ nay về sau các bạn ghi số trước cho thầy. Thấy chưa? Ghi số trước cho thầy. Không ghi xin cốt trước. Đây là các bạn thấy là để ý này. Và các bạn tập thói quen đi, lên thứ 3 cho các bạn quen đi. Là hệ số của chúng ta sẽ ghi trước, xin cốt chúng ta tan chúng ta sẽ ghi sau. Đấy là một cái vấn đề mà thầy muốn nói. Vấn đề thứ hai nữa, nhiều bạn sẽ đặt ra một câu hỏi như thế này nữa. Không biết là trong số này các bạn có đặt ra câu hỏi như thầy chuẩn bị nói này, là khi em có AC rồi, cái này cực kỳ quan trọng nha, cái này mới là cái ảnh hưởng của các bạn sẽ mất 0,25 điểm hoặc là 0,5 điểm khi thi tuyển sinh như này. Chú ý nghe cho thầy, là khi chúng ta có AC rồi, bây giờ em lại tính được cạnh BC nữa, thì em không muốn, không thích làm theo dùng cốt nữa mà em dùng Pythagore để tính AB được không? Thầy khẳng định không được. Nhiều bạn nói ơ sao lại không được thầy? Vì như thế này, người ta quy ước rằng là khi các bạn tính toán một đoạn thì các bạn sẽ không được phép lấy số xấp xỉ đã làm tròn ở bước trung gian. Nghe nhé, người ta sẽ quy ước là không được phép lấy số xấp xỉ mà chúng ta đã tính để tính cho những số sau. Vì sao? Vì như thế độ sai số của bài toán nó sẽ lệch đi rất là nhiều. Vậy toán thực tế là chúng ta cần phải bám sát thực tế, làm sao cho độ chính xác nó cao nhất. Vậy thì ở đây các bạn thấy là nếu chúng ta dùng Pythagore thì BC của mình đã làm tròn một lần rồi. Và khi chúng ta lấy cái kết quả BC đó để chúng ta đi làm cho cái đoạn AB này thì việc làm tròn của chúng ta sẽ bị xấp xỉ những hai lần, là độ sai số nó rất là lớn. Vậy thì cái việc hướng tới toán thực tế là sao? Là chúng ta cần độ chính xác gắn với thực tế nó gần nhất, nó chính xác nhất. Nên là các bạn cần phải chú ý là trong toán thực tế không được phép lấy các số xấp xỉ ở các bước trung gian để đi làm cho những cái bước tiếp theo. Anh nói chưa nào? Vì vậy trong bài toán này thầy sẽ dùng cốt 20 độ chứ thầy không dùng Pythagore. Nghe được chưa? Chú ý đấy nhá. Không được phép lấy cái kết quả làm tròn ở các bước trung gian, lấy cái kết quả xấp xỉ ở các bước trung gian để đi làm cho các bước tiếp theo. Được chưa nào? Đấy là một cái chú ý. Rồi, ok, đã xong. Bây giờ chúng ta đến bài khác nhá. Kết luận đi cho thầy đã, thầy xin lỗi, kết luận. Các bạn tự kết luận giúp thầy trong bài toán này. Vậy chúng ta sẽ phải có hai cái kết luận, người ta hỏi hai ý mà. Các bạn cần phải có hai cái kết luận. Thì để kết luận được thì các bạn bám sát một cái câu người ta hỏi này. Đó, bám sát câu hỏi thì các bạn kết luận, các bạn sẽ kết luận là vậy. Độ sâu theo phương thẳng đứng BC là bao nhiêu nhỉ? 104,3 mét. Kết luận tiếp là khoảng cách AB là 286,6 mét. Được chưa? Đấy, vậy thì bây giờ các bạn chưa nhớ vội, chưa có kịp nhớ hết thì cứ từ từ, chúng ta sẽ còn luyện rất nhiều các bài toán thực tế nữa. Chúng ta còn luyện rất là nhiều nhé. Thì cứ từ từ là chúng ta sẽ nhớ dần thôi. Được chưa nào? Để chú ý và nghe vào, không là các bạn sẽ mất điểm thi tuyển sinh đấy. Thầy đi chấm rồi, và những cái gì mà thầy biết là thầy về thầy sẽ nói lại cho các bạn. Những cái gì mà các bạn mất điểm thì cô trừ điểm, là thầy về thầy nói lại rồi. Các bạn chú ý. Ok. Rồi, bài quận 3. Hình này đẹp không mấy đứa? Cho thầy nhận xét cái. Lấy hình này được không? Được ha, nhỉ. Yeah. Vẽ một cái hình như này là cũng mất tương đối thời gian đấy các bạn. Ok nhá. Bài số 3 nè. Mấy đứa nhớ cho thầy mấy cái bài này nhá, không mấy nữa thầy lại quên mất, nhưng mà thầy lại quay lại thầy dạy lại, mất thời gian lắm. Rồi mấy đứa đọc đi cho thầy nào. Chúng ta phân tích. Đầu tiên nhìn này, nhìn là bài toán này mới cho hình vẽ thôi này. Người ta mới cho hình vẽ và người ta
không có cho các điểm thì chắc chắn bài toán này phải vẽ lại hình rồi, đúng không? Chắc chắn bài toán này vẽ lại hình, không có sai gì cả, vẽ lại hình. Đúng chưa? Chắc chắn bài toán này phải vẽ lại hình. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích và chuyển những cái dữ liệu của thực tế về cái dữ liệu hình học thông thường của mình. Nào, bây giờ chúng ta đi phân tích nhé. Từ đỉnh một ngọn đèn biển cao 35 mét. Vậy câu này có nghĩa là gì? Từ đỉnh một ngọn đèn biển cao 35 mét có nghĩa là cái đèn này, cái ngọn đèn của mình là cao bao nhiêu? Cao 35 mét, đúng không? Chúng ta phân tích được ngọn đèn này của mình sẽ cao 35 mét. Đó. Đây, ngọn đèn này của mình sẽ cao 35 mét. Rồi, ok. Tiếp tục. Là người ta nhìn thấy một hòn đảo dưới góc 30 độ. Đây, góc này. Góc này được gọi là góc hạ. Các bạn chú ý nhé. Góc này được gọi là góc hạ. Thì nữa thầy sẽ nói về góc hạ, góc nâng cho các bạn. Góc này góc hạ. Giống như các bạn nhìn mắt hướng xuống này. Đó, góc hạ. Và góc này là 30 độ. Hỏi khoảng cách từ đảo đến chân đèn đây, khoảng cách từ đảo đây các bạn, đảo đây tới chân đèn đây, đó tức là cái đoạn này là bao nhiêu? Ok, dễ không? Nhưng trước khi vào bài này thì thầy sẽ muốn nói cho các bạn góc nâng và góc hạ. Trong hình vẽ của chúng ta được gọi là góc hạ. Thế nào là góc hạ? Bạn sẽ ghi cho thầy, ghi vào vở ấy, không được quên đấy. Đề thi ở quận mình người ta có nói về góc hạ và nhiều đứa là chả biết góc hạ là cái gì cả. Các bạn sẽ chú ý ghi góc hạ cho thầy. Góc hạ này. Góc hạ. Chúng ta có góc nâng và góc hạ. Có hai cái định nghĩa thế. Góc hạ là góc tạo bởi hướng nhìn. Là góc tạo bởi hướng nhìn. Được chưa? Góc hạ và góc nâng luôn. Rồi các bạn sẽ ghi góc hạ và góc nâng luôn. Đều có một định nghĩa thôi. Là góc tạo bởi hướng nhìn với đường thẳng. Song song hoặc trùng với mặt đất. Đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Được chưa? Song song hoặc trùng với mặt đất. Góc nâng và góc hạ ghi vào nhá. Là góc tạo bởi hướng nhìn. Đây cái hướng nhìn này. Các bạn nhìn này. Đây là cái hướng của mình nhìn. Đúng không? Đang đứng ở trên đỉnh này các bạn nhìn thấy hòn đảo. Đây là hướng nhìn. Và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Đây cái đường thẳng của mình này. Đó, song song hoặc trùng với mặt đất. Đi thi này. Đi thi các bạn rất là hay nhầm là đây là góc nhìn này, đây là góc này. Đi thi các bạn rất là hay nhầm góc này và góc hạ là chết rồi. Góc này nó vuông góc với mặt đất này, nó có song song hoặc trùng với mặt đất đâu. Đây này, đây mới là góc hạ của mình. Đó, đây mới là góc hạ. Chú ý nhá. Chú ý cái định nghĩa cho thầy. Góc hạ hay góc nâng là góc tạo bởi hướng nhìn. Các bạn phải phân tích được hướng nhìn ở chỗ nào vậy thầy? Đây mình đứng ở trên đây. Mình nhìn xuống, đây là hướng nhìn của mình. Đây, tạo bởi hướng nhìn đây. Với đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Vậy thì ở đây, mình đang ở đây thì mình vẽ một cái đường thẳng song song với mặt đất. Thì đây chính là góc của chúng ta đang cần nói tới. Rồi, góc nâng. Bây giờ thầy giải thích góc nâng nhé. Giả sử chúng ta đang đứng ở hòn đảo này. Giả sử chúng ta đang đứng ở hòn đảo này. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn đến cái đỉnh tháp. Nhìn đến đỉnh tháp. Đây thì hướng nhìn của mình bây giờ lại là như thế nào? Thầy đang giả sử là mình đang đứng ở hòn đảo nhé. Mình nhìn lên đỉnh tháp thì hướng nhìn của mình ở đây.
Rồi, vậy thì đường thẳng song song với trùng với mặt đất là đâu? Đây, đây chính là đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Đúng không? Vậy thì góc tạo bởi hướng nhìn và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất là góc này. Và chúng ta đi nhìn lên, nhìn lên là nâng lên, đúng không? Nhìn lên là đây là góc nâng. Được chưa? Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đây là góc nâng. Còn ở đây là mình đang ở trên cao, mình nhìn xuống thì nó phải là góc hạ. Hiểu thế nào góc nâng, góc hạ chưa? Đấy nhá. Góc nâng là sao? À, là chúng ta nhìn từ dưới nhìn lên. Và góc được tạo bởi hướng nhìn và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Chúng ta phải phân tích được đâu là đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Đây, nhưng là đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Được chưa? Và chúng ta nhìn lên trên, đây được gọi là góc nâng. Rồi, thằng này là ở đây chúng ta đang ở bên trên cao, chúng ta nhìn xuống. Đúng không nào? Chúng ta nhìn xuống. Và vậy thì góc hạ ở đây là gì? Là góc tạo bởi hướng nhìn. Chúng ta đang nhìn xuống đây, hướng nhìn của mình đây. Và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất đâu? Đường thẳng này. Đường thẳng này là đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Đúng không? Trong trường hợp này là nó song song. Thì góc của chúng ta là góc này. Đấy, đây là chú ý mà. Thì cái năm nào nhỉ? Năm kia thôi, chứ không lâu xa. Năm ngoái, năm kia. Đó, cách đây 2 năm thôi. Là trường mình sai, ôi trời ơi, sai nhiều vô cùng, không biết góc nâng góc hạ là cái gì luôn. Mà đề người ta nói là góc nâng góc hạ mà nó không có ký hiệu như thầy đâu. Các bạn phải tự biết, nên là tiện đây thầy nói luôn cho các bạn góc nâng góc hạ. Mấy nữa trên lớp thầy cô cũng sẽ nói, nhưng mà trên lớp thầy cô sẽ định nghĩa hơi khác một với thầy một chút. Thầy cô sẽ định nghĩa là góc tạo bởi hướng nhìn với đường thẳng có phương trùng với mặt đất thì phải, đúng rồi, kiểu như vậy. Nhưng mà thầy sẽ định nghĩa theo kiểu này nhé, là tạo bởi hướng nhìn với đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất, rất là trực quan luôn cho các bạn. Được chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài toán này. Đề bài người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là khoảng cách từ chân đèn. Chân đèn đây các bạn này, khoảng cách từ chân đèn thầy đặt cho nó điểm A đi. Được chưa? Chân đèn điểm A. À, vị trí đảo của mình là điểm B đi và ngọn đèn là điểm C đi. Có nghĩa là bài toán này chúng ta đang cần hỏi AB và người ta cho cạnh AC rồi là 35 mét rồi. Ok. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đi xét tỉ số lượng giác bình thường thôi, nhưng bài toán này cần phải đi gọi. Gọi thì ở đây thầy nói là chúng ta sẽ có hai cách gọi sao cho nó linh hoạt, cho nó phù hợp. Nhớ gọi nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Đi thi các bạn gần như các bạn không bao giờ phải gọi. Có trường mình thì bắt bẻ phải gọi hơi kỹ thôi, chứ còn đi thi người ta cho đầy đủ các điểm đề bài cực kỳ là trực quan, cực kỳ là chi tiết cho các bạn. Các bạn không cần phải gọi gì cả, đi thi tuyển sinh không cần phải gọi gì cả. Đề bài lúc nào người ta cũng gắn điểm sẵn cho các bạn rồi. Được chưa? Nhưng mà do là chúng ta sẽ còn phải là kiểm tra đề của quận, kiểm tra cái đề của nhà trường nữa, nên là thầy cũng phải nói cho các bạn cách gọi. Đi thi các bạn không phải lo nhé, đi thi người ta cho hình rất là chi tiết, rất cụ thể, rất là tường minh luôn. Được chưa nào? Rồi, ok, bắt tay vào làm. Đầu tiên chúng ta gọi đã, gọi. Ở đây thầy sẽ đi gọi theo hai hướng, thầy kết hợp gọi hai hướng, gọi về khoảng cách. Gọi về khoảng cách và thầy gọi về vị trí. Gọi khoảng cách là thầy sẽ gọi AC là chiều cao của ngọn đèn. Được chưa? Và gọi cái thứ hai là gọi theo vị trí. B là vị trí của hòn đảo. Được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ linh hoạt trong việc kết hợp hai cách gọi, cách gọi về khoảng cách và cách gọi về vị trí. Được chưa? Rồi, ok. Sau khi gọi rồi thì các bạn phải vẽ vào hình nhé, chứ đừng có em ghi các điểm A, B, C vào tờ giấy mất rồi và đề bài thi mất rồi. Ừ, thì ai chấm được cho các bạn? Các bạn nghe nói chưa? Nhớ phải vẽ vào nhá, không lại thấy thầy là điền luôn đề vào thế này để em điền vào đề. Có ai thu cái đề thi của các bạn đâu? Ai biết được điểm A, điểm B của các bạn ở trên đề thi nó ở chỗ nào đâu? Nên là các bạn cần vẽ lại hình. Nhớ đấy, đầy đứa đấy, không ít đâu. Em chót em ghi vào kia rồi em quên mất.
không có vẽ lại hình, thôi xong rồi, thế là cả bài ra đi luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ vào. Ở đây là A này. B này. Và C này. Ở đây là 35 này. Được chưa? Và chúng ta cần đi tính các đoạn AB này. Góc của mình là người ta cho góc 30 độ. Đúng không nào? Góc 30 độ. Đây, song song và trùng hoặc trùng với mặt đất. Đây là góc 30 độ. Rồi các bạn đặt luôn cho thầy là đây là CX đi, để chúng ta dễ gọi CX đi. Được chưa nào? CX. Cứ vẽ như thế là được rồi. Đó, và bây giờ bài toán của mình chuyển như thế này. Vậy thì các bạn thấy được rằng là à, chúng ta thấy được là CX và AB là hai đối tượng này nó song song với nhau. Đúng không? CX và AB song song với nhau. Không cần giải thích gì nhá, các bạn ta có luôn toán thực tế mà, ta có luôn. Vậy thì từ đây chúng ta thấy được là CX và AB song song thì góc C và góc B này nó sẽ bằng nhau. Và đều bằng 30 độ. Đúng chưa? Ở vị trí so này trong mà. Đúng không nào? Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải đi lập luận cho góc B của mình bằng bao nhiêu? Bằng 30 độ. Hoặc các bạn không thích, các bạn nói là à, em không muốn dùng góc B mà em muốn dùng góc C có được không? Hoàn toàn được. Góc này bằng 30 độ rồi thì góc này của mình sẽ phải bằng 60 độ. Được chưa? Tùy các bạn chọn cách nào cũng được, nhưng mà thầy quen dùng cách song song hơn. Thầy không thích dùng trừ góc nó sẽ lâu hơn. Trừ góc nó sẽ lâu hơn một chút. Một chút thôi. Nên là thầy sẽ dùng song song nhé các bạn nhé. Thầy xóa cái này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập luận vì CX song song với AB. Không cần giải thích cái gì, nghe nói chưa? Toán thực tế không cần phải giải thích gì. Suy ra góc B của mình bằng với góc C. Nhớ cụ thể là C nào. Ở đây chúng ta có hai góc C nên là nhớ cụ thể là C nào là BCX và bằng 30 độ. Lý do so này trong. Được chưa nào? Rồi, từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái gì? À, bây giờ chúng ta sẽ xét thôi. Xét tam giác ABC. Vuông tại A. Có. À, bài toán này chúng ta đang liên quan đến cái gì? Có liên quan đến cạnh huyền không? Bài toán này không đả động đến cái cạnh huyền. Cạnh huyền BC này người ta không hề hỏi, mà người ta cũng không hề cho dữ kiện gì cạnh BC cả. Vậy thì cứ không liên quan gì tới cạnh huyền thì chúng ta sẽ dùng tang. Tang của góc B. Không hề liên quan gì dữ kiện đến cạnh BC thì chúng ta sẽ phải dùng tang thôi. Thì ta sẽ có được là AC. Tang đoàn kết mà, đoàn kết đối kề. Đối là AC, kề là AB. Ở đây là tỷ số lượng giác. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta bắt đầu đi thay số. Suy ra tang góc B là tang 30 độ. AC của mình, à AC của mình là 35. AB của mình ghi lại đang là đối tượng đang cần tính. Rồi, ở đây các bạn chú ý là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp nhân chéo chia ngang của năm lớp 8 mà thầy đã dạy các bạn, đúng không nào? Tang 30 độ ở đây có nghĩa là tang 30 phần 1 đấy. Chúng ta sẽ nhân chéo đâu là hai số đã có. Các bạn thấy được đâu là hai số đã có? 35 và 1 là hai số đã có. Chia cho số còn lại. Chéo nhau này. Các bạn phải coi xem là những số nào chéo nhau đã biết rồi. Vậy 1 và 35. Suy ra AB bằng 35 nhân với 1 đấy, thì chúng ta nhân với 1 thì chẳng có tác dụng gì. Chia cho bao nhiêu? Chia cho tang 30 độ. Đúng không? Nhân chéo trên ngang thì chúng ta có thể để phần. Đó, tang 30 độ. Đây, nghe chúng ta nhân với 1 nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đã tới kết quả cuối cùng rồi. Không phải bước trung gian. Nhớ nhé. Trừ khi đến kết quả cuối cùng thì các bạn mới làm tròn. Còn các bước trung gian không được phép làm tròn. Làm tròn các bạn sẽ mất điểm. Nhắc trước đấy. Mất ít nhất 0,25 điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ có được là 35 chia cho tang của 30 độ. Đúng không nào? Và chúng ta sẽ lấy xấp xỉ. Xấp xỉ nhá. Đề bài yêu cầu là cái gì? Có yêu cầu làm tròn không?
Không yêu cầu làm tròn thì theo quy ước chúng ta sẽ làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Bấm vào cái nút này này, S tương đương D này, các bạn nhìn chưa? S tương đương D thì nó sẽ đổi ra cho mình là 60,6. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất này. Có 10,6 mét. Vậy khoảng cách từ hòn đảo tới chân đèn là 60,6 mét. Được chưa? Ok chưa? Đấy nhá. Đây là một cái bài trình bày của chúng ta. Vậy thì qua bài này thầy đã cung cấp cho các bạn thêm được là hai cái định nghĩa mới trong bài toán thực tế. Đó là góc nâng và góc hạ. Góc nâng và góc hạ thì cách tìm ra góc nó hoàn toàn giống nhau. Đó là góc tạo bởi hướng nhìn và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất. Được chưa nào? Đấy, các bạn nhớ cái định nghĩa đó cho thầy. Góc tạo bởi hướng nhìn và đường thẳng song song hoặc trùng với mặt đất thì đấy được gọi là góc nâng hoặc góc hạ. Vậy khi nào nó là góc nâng? Khi chúng ta nhìn từ bên dưới nhìn lên. Khi nào nó là góc hạ? Khi chúng ta nhìn từ bên trên nhìn xuống. Được chưa? Thì đó là góc hạ. Được chưa nào? Rồi, ok. Bài hôm nay tương đối đơn giản nhưng bài hôm sau nó bắt đầu đau đầu nhá, và nó thường xuyên xuất hiện trong các bài thi của các bạn nữa. Hôm nay thầy mới đang chọn những cái bài đơn giản cho các bạn thôi. Đề quận 7 này. Từ đã xem sao. Đây, đề quận 9 này. Nhìn khó chưa? Khó chưa? Nhìn cái hình. À, rất là mệt mỏi. Đây, đề quận 11 này. Tương đối khó. Nhưng mà khi các bạn học rồi nó lại không còn khó nữa. Để thầy coi xem có bài nào được không? Các bạn thấy là đề cần tư duy rất là nhiều đấy. Coi xem nào. Đẹp không? Đẹp không? Ok. Rồi bây giờ đề quận 7 đi. Sau đó chúng ta nghỉ nhá. Xong cái bài này rồi chúng ta nghỉ. Được không nào? Này, sau đó chúng ta nghỉ. Rồi đọc đi bác, ở trong đang nghỉ nè. Xong bài này nhá. Cuối tuần, một nhóm bạn muốn đi thư giãn bằng cách cắm trại ngoài trời. Để che nắng, che mưa, trong lúc cắm trại, các bạn quyết định dựng lều chữ A. Được chưa nào? Dựng lều chữ A. Theo tính toán của nhóm, góc tạo bởi tấm bạt và mặt đất là 65 độ. Đây, các bạn nhìn thấy chưa nào? 65 độ. Rồi tiếp theo là các bạn có sẵn hai cây cọc. Sẵn hai cây cọc có chiều dài là 2 mét. Hỏi nhóm cần mua tấm bạt dài khoảng bao nhiêu mét để dựng lều chữ A. Bây giờ phân tích đi, nhìn vào hình thực tế này của mình. Nhìn vào cái hình thực tế và nhìn vào cái hình mà người ta đã chiếu ra cho các bạn rồi. Đấy, cái cọc của mình 2 mét này. Thầy sẽ gọi nhé. Sẽ gọi cho các bạn. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Để bài yêu cầu làm tròn chữ số thập phân thứ hai. Đây, thầy gọi cái cọc của mình là AB. Các bạn có tò mò thắc mắc tại sao là đề bài cho hai cái cọc mà ở đây vẽ có một cái không? Đây một cái cọc này. Đằng sau này một cái cọc này. Thì ở đây chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta chỉ cần quan tâm một chữ A thôi. Không cần nhiều, đúng không nào? Đó. Chúng ta chỉ cần quan tâm một cái chữ A này thôi. Không cần quan tâm nhiều chữ A. Rồi, ở đây gọi là B đi.
đây gọi là C đi. Hỏi nhóm cần mua tấm bạt dài khoảng bao nhiêu mét? Nào, vậy thì ở đây tấm bạt của mình này nó dài này, các bạn nhìn nhá. Tấm bạt của mình này, nó chạy từ đây lên đây, nó chạy từ đây xuống đây, đúng không nào? Vậy thì nó tương ứng với cạnh nào? Nó tương ứng với cạnh AB và cạnh AC, đồng ý chưa nào? Nó sẽ tương ứng với cạnh AB và cạnh AC. Vậy rõ ràng chúng ta sẽ cần phải đi tính cạnh AB, sẽ đi tính cạnh AC, sau đó các bạn lấy AB cộng với AC, đúng chưa? Đây cạnh, cạnh đây và cạnh đây, đúng chưa nào? Vậy để nó tương ứng với cạnh AB này, cạnh AC này, sau đó các bạn cộng hai cạnh nó lại và chúng ta sẽ xong bài, đúng không nào? Đó, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được như... Bây giờ các bạn thấy được là cái lều của mình nó sẽ làm sao nhỉ? Nó sẽ đồng đều, nó sẽ cân bằng và rõ ràng cạnh AB với cạnh AC của mình là hai cạnh bằng nhau. Tức là cái tam giác này của mình là tam giác cân. Vậy thì công việc của mình là chỉ cần đi tính một trong hai cạnh AB hoặc AC mà thôi. Đi tính cạnh AB hoặc cạnh AC, sau đó các bạn chỉ cần nhân với mấy? Các bạn nhân với 2 nữa là xong. Đúng chưa nào? Chúng ta chỉ cần nhân với 2 nữa là xong. Vậy thì các bạn nhìn vào cái tam giác ABH này của mình. Nhìn thấy tam giác ABH chưa? Được chưa nào? Chúng ta nhìn thấy tam giác ABH rồi. Thì chúng ta thấy được là cái tam giác này người ta đang cần đi tính cạnh AB, đó chính là đi tính cạnh huyền. Và liên quan tới cạnh huyền thì chúng ta chắc chắn dùng sin hoặc dùng cos. Đúng không nào? Liên quan tới cạnh huyền thì chắc chắn dùng sin hoặc dùng cos. Vậy thì chúng ta phân tích xem là bài này dùng sin hay dùng cos. Để biết được thì chúng ta sẽ đi coi xem là cái góc của cái cạnh người ta cho. Góc ở đây là góc B, cạnh là cạnh AH. Góc B và cạnh AH là ở vị trí đối diện. Nên bài toán này chúng ta sẽ dùng sin. Sau đó chúng ta sẽ tính được cạnh AB, rồi chúng ta sẽ chỉ cần nhân với mấy? Nhân với 2 là xong bài. Được chưa nào? Đó, đây là phân tích ở bài toán. Các bạn thấy không? Là chúng ta cần phải đi phân tích, phải hiểu được cái bài toán thực tế này nó như thế nào để quy đổi ra một cái bài toán hình học thông thường của mình. Đúng chưa? Rồi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Và bài toán này người ta không hề cho các điểm. Thì bắt buộc các bạn cần phải gọi và các bạn vẽ lại hình. Nghe được chưa? Các bạn cần phải gọi và vẽ lại hình. Bắt đầu chúng ta sẽ làm. Là gọi, chúng ta sẽ có hai cái hướng gọi, đúng không? Bài này gọi thì hơi khó nhỉ? Gọi bài này hơi khó gọi. Nếu bài nào cực kỳ khó gọi nha các bạn nhé. Đi thi tuyển sinh thì đã nói rồi, đi thi tuyển sinh thì người ta sẽ cho rất là tường minh cho các bạn. Không cần phải gọi gì cả. Nhưng mà gặp những cái bài toán mà rất là khó gọi thì các bạn sẽ gọi các điểm A, B, C, H như hình vẽ. Gọi chung chung vậy cho thầy thôi. Nếu không có nói rõ ra được thì đừng có phải lo lắng gì cả. Các bạn cứ gọi các điểm như hình vẽ. Còn bài nào các bạn gọi chi tiết được thì các bạn gọi. Được chưa nào? Thì bài toán này thầy sẽ gọi như sau. Đầu tiên thầy thấy được là AH, chúng ta dễ dàng gọi. Gọi AH là chiều cao cặp. Được chưa? Vậy thì chúng ta có điểm A, điểm H rồi. Bây giờ chỉ cần nói về điểm B và điểm C nữa thôi. Thì ở đây là AB, AC là chiều dài. AB, AC là chiều dài của tấm bạt, đúng không? Đó, gọi chung chung thế này thôi. Khó gọi quá thì các bạn chỉ cần nói ngắn gọn là gọi ABCH như hình vẽ. Thế thôi. Nghe được chưa? Nếu mà khó gọi quá thì các bạn sẽ gọi như thế này. Gọi A phải B phải C phải H như hình vẽ. Rồi các bạn vẽ lại hình này cho thầy. Nếu khó gọi quá nhé, cứ gọi chung chung vậy cho thầy. Thì các bạn không phải lo cái vấn đề này, là vì đề thi tuyển sinh nó rất là tường minh, rất là rõ ràng các bạn. Rồi ok, thầy gọi tạm gọi như thế này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm. Bài toán cho tam giác vuông rồi đúng không? Cho tam giác vuông rồi. Cho các góc, cho các cạnh rồi. Vừa nãy thầy phân tích là chúng ta sẽ đi dùng gì nhỉ? Dùng sin đúng không? Và thì bây giờ chúng ta đi xét này. Xét cái tam giác ABH vuông tại H có sin góc B
Xin thì bằng đối là AH trên cho AB. Đây là tỷ số lượng ra. Suy ra chúng ta thay số sin 65 độ. Chỗ này có cái chú ý đấy nha, không cần đợi các bạn bị sai đấy. AB. Rồi, nhân chéo trên ngang. 2 là 2/1 đó, à, sin 65 độ là sin 65/1 thì chúng ta suy ra AB của mình bằng 2 × 1 đúng không nào? Chia cho sin 65 độ. Đây, đến chỗ này, các bạn mất điểm đây này. Các bạn xấp xỉ luôn. Đến chỗ này xấp xỉ. À, ra đi 0,25 điểm rồi. Vì AB không phải là đoạn mà chúng ta đang cần tính. Mà người ta đang cần tính cái gì? Tính AB cộng với AC cơ mới là đoạn chúng ta đang cần tính. Mà các bạn xấp xỉ chỗ này thì dẫn tới cái chiều dài bạc của mình bị sai số rất là nhiều. Vậy thì ở đây các bạn chú ý chỗ này mất điểm đấy nhá. Chú ý này là các bạn không làm tròn các bước trung gian. Trừ khi tới kết quả cuối cùng thì các bạn mới làm tròn. Vậy thì đây chưa phải kết quả mình đang cần thì các bạn để nguyên cái biểu thức này. Các bạn đi tính toán. Được chưa nào? Các bạn đi tính toán các đoạn kia. Được chưa nào? Nhớ nha. Để nguyên đoạn này. Rồi chúng ta đi tính toán các đoạn còn lại. Rồi chúng ta ghi này, ta có. Đừng có làm tròn các bước trung gian. Đây không phải kết quả cuối cùng thì được coi là bước trung gian. Vậy thì bước trung gian thì không được phép làm tròn. Ta có tam giác ABC cân tại A. Không cần giải thích gì. Đây là một hình thực tế. Suy ra AB của mình bằng AC và bằng 2/sin 65 độ. Không được phép làm tròn. Nhớ đã. Rồi ở đây chúng ta sẽ suy ra AB cộng AC của mình chính bằng là 2 × 2/sin 65 độ. Bây giờ AB cộng AC có phải là độ dài mà chúng ta đang cần không? Đó chính là độ dài chúng ta đang cần. Và độ dài chúng ta đang cần đây chính là cái kết quả rồi. Thì các bạn được phép làm tròn. Đến chỗ này mới được phép làm tròn. Hay đã chưa? Nhớ là tới cái yêu cầu đề bài đang hỏi thì chúng ta mới được phép làm tròn. Vậy thì 2 × 2/sin 65 độ. Rồi, và đề bài không hề nói gì về việc làm tròn đúng không nhỉ? Có nói gì không? Có, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là số 1. Đằng sau số 1 của mình là số 3. Đằng sau số 1 là số 3. Nên chúng ta sẽ không đẩy lên mà chúng ta sẽ giữ nguyên xấp xỉ 4,41 mét. Vậy, chiều dài tấm bạc đúng không? Là 4,41 mét. Rồi ok. Đấy. Nhớ nhá. Vậy thì bài hôm nay thì chúng ta học mới phần cơ bản thôi, phần dễ thôi của cái dạng toán thực tế về tỷ số lượng ra. Và có hai cái chú ý rất là quan trọng, ba cái chú ý rất là quan trọng. Đó là khi người ta cho hình vẽ mà không cho các điểm thì các bạn cần phải gọi và vẽ lại điểm, vẽ lại hình. Cái chú ý thứ hai đó là gì? Chú ý thứ hai là các bạn cần phải nhớ định nghĩa góc nâng, góc hạ. Cái chú ý thứ ba đó là gì nhỉ? Chú ý thứ ba là các bạn không được phép làm tròn các bước trung gian. Khi nào được phép làm tròn? Khi tới kết quả cuối cùng thì các bạn mới được phép làm tròn. Cái phần làm tròn này còn nhiều quy tắc nữa. Nghe chưa? Còn một số cái quy tắc nữa thầy chưa nói hết được. Rồi ok, bài học hôm nay đến đây dừng. Có vấn đề gì không các bạn? Ok, bye bye nhá. Bye bye các bạn. Dạ bye bye thầy. Ok. Bye bye. Bye bye Tuấn. Bye bye. Bye bye các bạn. Bye bye.
Bye bye.